Xin chào quý vị và các bạn, tên tôi là Hoàng Thị Doanh, hiện đang đảm nhiệm vị trí quản lý sảnh tại tòa nhà Hyundai Hillscape để đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống tại căn hộ. Sau đây tôi xin gửi đến quý vị và các bạn cách sử dụng và cách ngăn ngừa để đảm bảo an toàn khi sử dụng ổ điện trong căn hộ chung cư. Khi bạn lau nhà hoặc gạch từ nhà vệ sinh phòng hành lang, bạn chú ý có thể bị điện giật do dò điện. Khi bạn lau hoặc đánh bóng, hãy vắt sạch nước khỏi khăn lau hoặc cọ với giẻ khô. Nguy cơ cháy có thể xảy ra bởi chập mạch điện do lực mạnh tác động vào dây điện khi rút thiết bị điện ra khỏi ổ cắm. Nên rút phích khỏi ổ cắm, hãy dùng dây có phích, không dùng dây đầu trần. Trước khi rút dây, trường hợp vỏ bọc của dây bị cháy xước, bạn phải bọc lại ngay bằng băng dính cách điện. Bạn nên sử dụng các thiết bị dưới mức công suất cho phép bởi có thể gây ra hỏa hoạn trong trường hợp quá tải. Khi bạn di chuyển hoặc đặt lại vị trí bất kỳ ổ điện nào trên tường có thể nảy sinh nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn do chập điện. Vì vậy, trước đó bạn phải tham khảo ý kiến của bộ phận kỹ thuật tòa nhà. Cách ngăn ngừa khi sử dụng các ổ điện: phủ một lớp băng dính cách điện bên ngoài trong trường hợp căn hộ có trẻ em. Trong trường hợp bạn sấy tóc hoặc cạo râu trong nhà tắm, tai nạn điện giật rất có thể xảy ra nên bạn cần chú ý không để ổ điện bị dính nước. Trước khi sử dụng công tắc nên lau khô tay nếu tay bị ướt.